Rồi thì cái Em dạy cho của sách CS4S này là cái tiếng Anh là Computer Science for School, tức là khoa học máy tính trong nhà trường. Đó, thì các bạn biết rồi, cái chương trình tin học mới của chúng ta đấy sắp tới này, từ năm năm nay này, thì môn tin học là môn có thay đổi nhiều nhất. Và một trong những cái thay đổi lớn nhất ở trong môn tin học là gì? Có hai điểm nhé, các bạn nhớ, có hai điểm thay đổi lớn nhất. Một là tin học là môn bắt buộc học ở trong nhà trường từ lớp 3 đến lớp 12. Và cái thứ hai là ngày xưa đấy thì tin học là cái môn thuần túy thực hành, thuần túy ứng dụng, thì bây giờ sẽ chuyển đổi sang một cái môn học mới mà có tính khoa học. Nó là vừa ứng dụng mà vừa khoa học. Thì cái phần khoa học của tin học là cái gì? À, chính là khoa học máy tính, chính là lập trình, chính là thuật toán. Thì tôi những cái bộ sách tham khảo có tên là CS4S là cái định hướng là nôm na là khoa học máy tính ở trong nhà trường, là các sách tham khảo liên quan đến chương trình tin học mà dạy về lập trình, về thuật toán, về STEM trong tin học trong nhà trường. Thì cái này bộ sách có 6 cuốn sách mà đã nhìn trên màn hình đấy. Trong tương lai tôi sẽ viết nhiều cuốn sách khác. Thì đến sau thì em phát hành thêm một cuốn mới là cuốn là lập trình Python. Được học anh nhỉ? Thì tao còn phải ngồi học cái này, mày nghĩ tao có khổ không? Cái này tao vẫn phải học cái này, tao thật chứ không đùa đâu. Mẹ 4 năm tuổi đầu vẫn phải ngồi cắm máy tính học cái này. Thì cái seminar này là gì, là nó không phải là việc học bình thường, mà là mỗi một buổi là một cái chủ đề khác nhau. Thì tôi sẽ thực hiện cái seminar này là sẽ hàng tuần, mỗi tuần là một cái buổi khác nhau, có thể là thứ bảy, có thể là chủ nhật, có thể là thứ hai, thứ ba, thì tùy. Tôi sẽ thông báo sau cho từng buổi học nhé. Thì hôm nay là cái buổi seminar đầu tiên. Thì trong tương lai thì cái seminar này sẽ làm việc gì? Sẽ làm cái việc là chúng ta sẽ trao đổi về mặt khoa học, làm những cái bài tập, những cái chương trình thực hiện thiết kế các cái phần mềm, hay thiết kế game, vân vân, hay là lập trình nâng cao, vân vân. Thì cái seminar này, cái chủ đề nó rất là rộng, nó không cố định vào một cái cuốn sách nào hay là một cái chương trình nào ở trong môn tin học. Thì cái buổi đầu tiên này, tôi muốn nói chúng ta cùng trao đổi về cái hai cái bài tập đầu tiên của cuốn sách bài tập lập trình Scratch. Tập 1 là cái tập đầu tiên đấy nhé. Thì chúng ta học là hai bài tập này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cũng gợi ý cách chúng ta tư duy để chúng ta làm bài tập như vậy. Thì cái riêng cái lập trình Scratch ấy, đặc biệt ấy, nó không phải là cái lập trình cơ bản giống như là lập trình Pascal hay là C hay vân vân, là Java, mà nó là cái ngôn ngữ lập trình mà nó là mang ý nghĩa thực hành rất lớn. Mà ý nghĩa là chúng ta có thể là cần vài lệnh thôi, chúng ta có thể là mô phỏng rất nhiều thứ trên máy tính, cho nên là có ý nghĩa là ý nghĩa STEM rất lớn, ý nghĩa là thiết kế phần mềm rất lớn nha. Yeah. Chúng ta bắt đầu nhá. Cái bài đầu tiên là cái bài này, chúng ta nhớ lại cái bài đầu tiên, cái bài số 1 trong cuốn sách là volume 1 là như này này, là ban đầu thì cho 4 cái nhân vật, nhưng mà nhìn như trên là mèo này, cánh cam này, chuột và chó như trên mình như này. Và yêu cầu là khi chúng ta bắt đầu chơi thì chúng ta phải mô phỏng được 4 con này là chạy xung quanh màn hình từ trái sang phải như này, chạy như này đó. Và yêu cầu là chạy một vòng quanh sân khấu theo chiều ngược kim đồng hồ, nhưng mà các con vật là phải nối đuôi nhau hệt như này. Các con chuột phải đi theo sau con chó, cánh cam phải đi sau con chuột, và mèo phải đi sau con anh ca, thấy chưa? Thì đó là cái bài tập mà đầu tiên. Cái bài tập này thời gian nó rất là đơn giản. Về mặt thực tế, chúng ta có thể lập trình độc lập cho các con chó, mèo, chuột và cho chạy một cái vòng lặp thôi là đi được. Nhưng mà vấn đề nó khó là gì? Khó là yêu cầu con này là phải luôn là bám vào đuôi của nhau cơ. Đấy, thì cái đó là hơi khó một chút. Chúng ta phải suy nghĩ, được chưa? Chúng ta cùng suy nghĩ nhé, cùng lập luận này. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà từ cái bài này chúng ta có thể tổng quát hóa thành nhiều bài tập khác nữa. Ví dụ
yêu cầu là cho bốn con này phải yêu cầu nó là chạy theo vòng tròn thì làm như nào, chạy theo một đường gấp khúc bất kỳ thì làm như thế nào. Đó thì cái cách làm chung là như thế này, bây giờ chúng ta cùng mô phỏng nhé. Thì đầu tiên chúng ta chú ý rằng là đây tôi cho cái chạy thử cho bạn xem nhé, để bật tên ra chạy thử cho nó, đây là chạy thử như này nhé, để nên chạy thử cho nó xem cái quả phải như thế này, khán giả phải như thế này nhé. Đấy, nó phải nuôi nhân nó luôn, nó phải là con chó đi đầu, con chuột đi theo, con bánh cam đi theo nữa, và con mèo đi sau cùng. Đấy, cách làm là như vậy. Thì cái mô phỏng thực tế chúng ta nó có thể không còn chính xác hoàn toàn như trên màn hình, nhưng mà đại khái nó sẽ phải là như vậy nhé. Rồi thì chúng ta sẽ phải vẽ được một cái hình chữ nhật như này đó, và đầu tiên là mèo cánh cam, chuột, chó ở đây nhé, và cũng bắt đầu chạy như này, chạy từ vị trí hiện thời nhé, sang bên đầu của góc bên phải dưới, xong lên trên, quay lên trên, xong đi sang bên trái, xong đi xuống, xong đi vào đây đó. Thế làm sao mà để mô phỏng được cho nó chính xác nhỉ? Thì chúng ta sẽ phải tư duy một chút về hình học một chút nhé. Người ta sẽ thấy là nó cũng dễ thôi. Vì như này nhé, chúng ta tưởng tượng là như thế này. Đây, giả sử là bố con nằm ở đây nhé. Đấy, giả sử nó nằm ở các cái vị trí là các nhau như thế này. Thì các bạn thấy là cái chiều dài của quy chiều rộng của quy chia đấy nhé, nó làm một chia thôi mà. Thì góc trái dưới tôi độ là x của đi 1, góc phải trên là x 2 y 2, đúng không ạ? Đó. Thì cái khoảng cách d này, giả sử làm như này nhé, thì khoảng cách d giữa hai con vật này là x 2 chia 1 chia cho 5. Đấy, chúng ta vừa tính được cái khoảng cách này, và chúng ta tính được cái vị trí chính xác ban đầu của bốn con vật nằm ở đây. Thế nó có hai phương án. Phương án 1 là bốn con này nằm ở giữa như này, giữa cái bức cạnh như này. Còn phương án 2 là nằm ở góc như này cũng được. Thế phương án này nhé, thì là khoảng cách giữa hai nhân vật sẽ là d chia 3. Thì đấy nó chỉ là tổng chiều dài là d nhé. Thì đây có phải chuyện này là d chia 3, d 1/3 đúng không nào? Vậy có hai phương án chúng ta dùng được. Một phương án là ta chia 5 cái độ dài ra, và các con vật này nằm ở vị trí số 1, 2, 3, 4, còn 0 và đầu và cuối nhé. Vậy luôn à? Ừ. Nha. Đó, để có hai phương án thì cho chọn phương án nào thôi, tùy các bạn nhé. Thế bây giờ chúng ta đi vào cụ thể này, để làm sao mô phỏng được chính xác. Thế thì chúng ta phải tưởng tượng được ra và phải cho con vật nó chuyển động, làm sao cho khi người quan sát ấy, các bác đúng nó đi như vậy thật. Thì chúng ta phải mô phỏng chính xác về thời gian. Thì ở trong Scratch có cái lệnh là di chuyển từ A đến B theo đúng một khoảng thời gian nào đó. Thì giả sử nhé, giả sử con vật này nó chuyển động trên chiều dài, chiều ngang của hình kia đấy là mất 5 giây, và chiều cao là hết là 3 giây. Thì rõ ràng là đi từ vị trí từ vật này đến con này này là mất 1 giây, được chưa? Như vậy là con mèo sẽ đi từ vị trí con mèo đây nhé, đi sang bên phải là mất mấy giây? Mất 4 giây. Bên trên này là 3 giây, sang bên này là 5 giây, sang xuống dưới này là 3 giây, qua sang đây là 1 giây. Được chưa? Con này là con này là con gì đây? Con cánh cam thì đi sang bên phải là 3 giây, bên trên này là 3 giây, sang bên này là 5 giây, xuống dưới này là 3 giây, xuống dưới này là 1 giây. Từ đây đến đây là cánh cam là 2 giây. Tương tự như vậy là chuột từ đây xuống đây là 2 giây, trên đây là 3 giây, xuống bên này là 5 giây, xuống này là 3 giây, và vị trí gốc của nó là 3 giây. Còn con chó xuống bên này là 1 giây, trên này là 3 giây, xuống bên này là 5 giây, xuống bên này là 3 giây, và vị trí mình 4 giây. Đó, thì chúng ta phải lập trình chính xác như vậy, được chưa ạ? Thì đó chính là cái chúng ta phân tích cái bài toán như vậy thôi. Thì giả sử nhé, bây giờ giả sử chúng ta đây, giả sử chúng ta quy định là cái màn hình của nó là góc tọa độ góc trái dưới là âm 150 và âm 100, góc phải trên là 150 và 100. Đấy,
thì suy ra cái chiều dài, cái chiều rộng của cái chiếc này là bao nhiêu, là 300 đúng không ạ, 300 chia cho 5, như vậy giữa hai cái này là bao nhiêu, giữa hai cái này là giữa hai con vật là khoảng cách là d bằng 60 bước đó. Và bây giờ chúng ta có thể lập trình được rồi, nên bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Bài tập đầu tiên mà chúng ta đã phân tích được xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Đây bây giờ nó cũng để tôi về đây nhé. Nhìn gì thấy chưa? Bây giờ các bạn sẽ bổ sung thêm vào đây là bốn con vật nhé. Bốn con vật. Rồi chúng ta đầu tiên chúng ta bổ sung vào con bao nhiêu con liền là con cánh cam này. Chúng ta tìm con cánh cam nhé. Chuột và cánh cam thôi. Chuột là một con vật nhé. Tìm con cánh cam nữa này. Cánh cam và chó này. Tìm cánh cam đi. À, chó này. Cánh cam nhé. Cánh cam đây. Được chưa? Như vậy là đây tôi có thể cho nó cho bé lại một chút cho tôi nhìn bìa đấy nhé. Bìa con mèo này. Bìa tôi để con mèo đấy nhé. Con mèo đây tôi sẽ để là tất cả con mèo tôi để từ nhỏ đều là được 80%. Chuột 80%. Mèo 80 cho nó bé đi cho nó dễ thôi nhé. 80 này. Chó này. 80 này. Và cánh cam này. Cam đây. 80. Được chưa? Đấy. Mặc định cái con vật này là gì? Là đều là nhìn về bên phải. Rồi chúng ta lập trình nhé. Để chúng ta thiết lập cái vị trí ban đầu của từng con vật một. Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Đây. Chúng ta nhớ lại một chút về từng con vật nhé. Đây nhé. Như vậy là vị trí ban đầu của mèo là ở đây này. Chúng ta chú ý là ở đây âm 150 nhé. Cộng thêm đây là cộng 60 nữa. Cộng 60 thì ra con vật 1, 2, 3, 4 thì ra con vật nhé. Đây là mèo này, cánh cam này, chuột này và chó nhé. Rồi chúng ta sẽ làm thử nhé. Y là âm 100, y là âm 100 nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đây nhé. Chúng ta chuyển cho mèo trước nhé, mèo này. Mèo. Chúng ta chuyển cho mèo đây. Mèo nhé. Mèo thì ban đầu chúng ta cứ cho là mèo sẽ quay về hướng bên phải này, được chưa? Và ban đầu của mèo là vị trí nào? Ban đầu vị trí là âm 150 cộng 60 là bao nhiêu nhỉ? Sẽ là âm 90 đúng không? Mèo sẽ là âm 90. Đấy. Và y là âm 100. Đấy. Như vậy là mèo sẽ ở đây này. Đấy, mèo sẽ ở đây nhé. Việc chúng ta làm cho tiếp theo là cánh cam. Cam đặc biệt copy sang cho cánh cam nhé. Đây cánh cam đây. Cánh cam sẽ là từ mèo sẽ cộng thêm ít gì cộng 60 nữa ra cánh cam, như vậy mèo cánh cam sẽ là âm 30. Đấy. Y vẫn là âm 100 nhé. Cánh cam là ở đây này. Rồi. Tiếp theo bây giờ copy sang chuột này. Copy sang chuột nhá. Đây, chuột đây. Chuột đây. Chuột nó sẽ là âm 30 cộng 60 sẽ là 30. 30 âm 100. Đó, cánh cam. Bây giờ chuột đây rồi. Chúng ta copy sang cho chó này. Chó. Chó nhá. Đây chó đây. Chó sẽ là 30 cộng 60 là 90. Được chưa? Đấy. Bạn thấy chưa? Như vậy là bắt đầu nó như thế này. Để chúng ta bắt đầu chậm hơn. Đấy, như vậy là đây là vị trí ban đầu của các con vật của chúng ta theo mô hình gì? Theo mô hình này nhá. Theo mô hình này. Được chưa? Theo mô hình này. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu lập trình nhá. Chúng ta con một thôi. Mèo này, mèo chạy từ đây sang bên này là mất 4 giây, lên trên này là 3 giây, sang bên này là 5 giây, xuống dưới này là 3 giây, về đây là 1 giây. Lập trình như vậy tương tự cho mèo, cánh cam, chuột và chó, được chưa? Mình chúng ta làm tiếp tục nhé. Đây, mình lập trình này. Này nhé, mình chúng ta lấy này nhé, mình chúng ta làm nhé. Đầu tiên này, mèo sẽ di chuyển, chúng ta dùng lệnh gì?
chúng ta có thể dùng rất nhiều lệnh khác nhau được, tùy tùy các bạn nhé. Thôi tôi dùng cái lệnh này nhỉ, tôi dùng cái lệnh là like đi, like to như này nhé. Đó, hết bao nhiêu giây này, mèo sẽ phải di chuyển hết là 4 giây để sang góc bên phải. 4 giây sang vị trí bên phải là bao nhiêu nhỉ, là 150 và đây là âm 100. Chúng ta nhớ lại nhé, này, xong này là 150 và âm 100. Được chưa? Đó. Sau đó mèo sẽ quay sang bên trái. Quay sang bên trái là 90 độ. 90 độ. Được chưa? Đấy. Sau đó là mèo sẽ đi thẳng lên trên. Thẳng lên trên dùng cũng dùng lệnh glide này thôi. Là đi thẳng lên trên là hết 3 giây. Chúng ta nhớ lại nhé, 3 giây. Góc ở trên là bao nhiêu? Góc ở trên là 150 và bên này là 100. Đấy. Sau đó mèo sẽ lại quay sang bên trái. Đi sang bên trái là 90 độ và đi sang bên trái, quay sang bên trái và đi sang bên trái hết 5 giây. Chúng ta chú ý là chúng ta phải đặt thời gian chính xác, cái mô phỏng của mình nó mới chính xác nhé. Đây sẽ là 5 giây, 5 giây và đây sẽ là âm 150. Đây và đây là 100. Đấy. Được chưa? Sau mèo sẽ đi xuống. Mèo đi xuống bằng lệnh này. Xoay bên trái 90 độ và đi xuống hết 3 giây. Đi xuống hết 3 giây. 3 giây. Xuống phía dưới nó sẽ là âm 150. Thì bên này là âm 100. Đó. Và cuối cùng là mèo sẽ quay sang bên trái và đi sang đây 1 giây, hết giây đi về phía này. Đấy nhá, mèo sẽ lại quay sang bên trái nữa này. Quay sang bên trái 50 90 độ nhá. Đấy, và đi xuống, đi sang điểm chỉ ban đầu của nó là đây. Hết 1 giây. Chỉ ban đầu của nó là bao nhiêu đây này? Là ô, tôi đang nhầm con chó rồi, được. Tôi đang nhầm, đây là phải là mèo. Được, vì thế copy sang xong cho mèo. Rồi, mèo đây. Đang nhầm nữa, nhận là nhầm. Đây là mèo nhá. Mèo đây này. Đấy. Như vậy là âm nhá. Bây giờ là sẽ đây là đi hết 1 giây đến vị trí là âm 90. Âm 90 và âm 100. Nhắc lại nhé, mèo này, mèo đi, mèo sẽ phải đi này, hết 4 giây, hết 4 giây từ đây về đây, sang bên này, nhé, hết xong quay sang bên trái, đi thẳng lên trên hết 3 giây, quay sang trái, đi sang góc trái trên là 5 giây, xong quay sang trái, quay xuống, đi xuống 3 giây ở góc trái dưới, xong quay sang bên phải, quay sang trái để quay về bên phải, đi thêm 1 giây nữa là về vị trí cũ, làm thử, tôi kiểm tra nhé. Này, kiểm tra thử. Chạy thử nhé. Cho mèo này. Đâu rồi? Đấy, mèo chạy như thế đấy nhé. Đó. Chúng ta kiểm tra sẽ đạt đúng chưa nhé. Đấy, vậy là mèo đúng rồi nhé. Bây giờ chúng ta làm tương tự với con vật khác thôi. Nó giống như này. Bây giờ thầy sẽ copy cái đoạn này. Cái đoạn này là cái đoạn cho mèo này. Copy cho canh cam nhé. Canh cam ở. Copy cho canh cam này. Ta sửa chút mèo này xem. Canh cam đây. Rồi. Canh cam là như này nhé. Canh cam là như thế này. Đây. Đầu tiên là canh cam là phải bị chít mà. Cam như thế này nhé. Ban đầu của nó là âm 30, âm 100. Và cánh cam sẽ phải di chuyển chỗ này là cánh cam bên này là mất 3 giây thôi, chỗ này sửa chỗ này là 3 giây. Chỗ này là 3 giây. Đấy, xong đi lên trên này. Như nhau này, sang bên trái này. Như nhau này. Xuống dưới này. Và đi về vị trí cũ. Thì không phải là 1 giây mà đi vị trí cũ là mất 2 giây, không phải đi vị trí âm 90 mà là âm 30. Ơ bạn nào vẽ đấy. Âm 30 nhá, đó, đây là cánh cam. Chạy thử nhá.
Được không? Đó. Thế nào đã đúng chưa nha? Đúng rồi đấy, anh Trâm đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cho gì? Cho kia mà cho chuột. Sửa một tí thôi, ta làm thích như vậy đúng rồi, ta sửa một tí. Rồi, đây đây là chuột nhá. Trâm đi vào đây này. Bây giờ chuột đây. Đó. Chuột được sửa như nào? Sửa chỗ này không phải là 3 giây mà là 2 giây thôi. Chuột mà chuột đi từ đây mà chỉ mất 2 giây thôi, nên ta sửa chỗ này thành là 2 giây. Đấy. Và sửa chỗ này không phải là 2 giây mà sửa chỗ này phải là 3 giây. Chỗ này này, phải là 3 giây. Vị trí ban đầu của nó là 30. Sửa đúng. Vị trí này này là phải giống vị trí này. Được chưa? Chị thử cho chuột nhá. Chị chậm nhé. À, chỗ này bấm nhầm chỗ này là 2 giây thôi, nhầm thành là 3 giây nên bị chậm lại nhé. Đấy. Chuột nhé. Đó. Nó cùng bị là chó thôi. Chó thì chữ tất có cái bản rồi, bây giờ sửa một chút thôi, đúng không? Bây giờ chó là cái bản cũ đây. Thì ta sửa như sau này. Chỗ này là chó đi sang phải, chỗ này chỉ là hết 1 giây thôi, là sang bên phải, rồi xong đi lên này, đi sang trái này, đi xuống này, và quay về chỗ cũ của nó thì là hết 4 giây. Ở đây vị trí gốc của nó là 90. Đấy. Bắt đầu là 90 âm 100, đây là 90 âm 100. Nhá, chị thử cho chó này. Đấy. Rồi, kiểm tra cho đúng chưa? Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành bài tập rồi đấy. Như vậy chúng ta phân tích về bài toán học một chút thôi là ta hình dung được cái việc mô phỏng bài này như thế nào. Đó, bây giờ chúng ta chạy thử từ đầu, hoàn toàn từ đầu nhé. À, ta chuyển cái mức từ từ đã. Chưa cho mèo vào. Xin lỗi, mèo đây. Đấy, chưa dính vào mèo. Rồi, từ đầu nào. Đấy. Bạn thấy không? Nhưng mà chúng ta đã hoàn thành cái bài tập đầu tiên và mô phỏng một con vật này di chuyển từ từ trên màn hình và luôn luôn là bám theo sau nhé. Về vận tốc, cảm giác vận tốc là như nhau luôn. Đấy. Mà chúng ta làm xong bài đầu tiên nhé, các bạn thấy như vậy bài đầu tiên là bài tập rất đơn giản thôi, nhưng mà nó có cái chúng ta phân tích một chút thôi thì chúng ta có thể là làm được tập này một cách là dễ dàng. Thì như vậy cái người để cho thấy là cái tư duy. Vấn đề cái tư duy này là tư duy gì? Thì cái tư duy này là tư duy là nó có một chút toán học ở đây. Phân tích về mặt học. Nó có một chút tư duy về logic ở đây. Nó có một chút về tư duy về thuật toán ở đây. Và bao trùm tất cả là gì, là chúng ta gọi đó là tư duy máy tính. Tức là chúng ta phải phân tích dựa trên các lệnh của máy tính. Và từ đó chúng ta sẽ yêu cầu máy tính thực hiện những cái lệnh làm sao cho để phù hợp được với cái bài toán của chúng ta. Thì một tôi gọi chung tất cả những tư duy đó, chúng tôi gọi là tư duy máy tính, được chưa? Đấy, thì chúng ta chú ý nhé. Thì đó là cái bài số 1. Là bài số 1 của cái tuyển tập số 1. Bây giờ chúng ta sang cái bài số 2. Bài số 2 là bài như thế này. Cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà số 2 là nó có những cái chức năng nâng cao, tôi sẽ nói sau nhé. Nhưng mà này là bài dành cho học sinh tiểu học, cho nên là chúng ta sẽ giải theo cách tư duy của tiểu học thôi nhé. Thì như này, vì bài này tôi sẽ lưu lại nhé, để chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ lưu lại ở đâu đó. B1 đi nhé, Vol 1 này. Vol 1, thấy chưa? Chúng ta lưu cái mới đó là bài số 2 đi. Và chúng ta xem lại cái yêu cầu của bài tập số 2 nhé. Đây. Bài tập số 2 là như thế này. Tức là mèo xuất ở đây nhé. Và chúng ta phải đưa vào cái hình nền trong là một cái căn phòng như này. Và mèo chuyển động từ đây này sang bên chạy sang bên này này, xong đi về cuối của phòng.
xong lại sang bên trái, xong rồi chạy về đây. Đấy. Bạn thấy không nào? Thì giờ đây thấy ở đây là cái màn hình ở đây là nó là vì nó là màn hình trông như là 3D thôi, mà thực chất là chúng ta mô phỏng mèo chuyển động trên một cơ mặt phẳng thôi, theo một đường góc khúc như này. Đấy, nhưng đây là mình hình thang đây. Hình thang. Không phải hình thang cân. Hình thang bình thường nhé. Đó. Nhưng mà yêu cầu gì? Yêu cầu là chúng ta phải điều khiển mèo làm sao cho nó để nó là cảm giác như thật ấy. Tức là mèo ở gần chúng ta thì to, còn ở xa này thì nó lại bé đi. Chúng ta sẽ phải lập trình làm sao đó để chúng ta cảm giác là đúng là mèo chạy thật trên màn hình. Và yêu cầu nữa là mèo là phải chạy như chạy thật trên trong bên ngoài. Đó, thì đây là yêu cầu của bài tập này. Để chúng ta cùng phân tích một chút nhé. Thì chúng ta sẽ đây chúng ta chạy thử đây, đây mình chạy thử đây. Đại khái là như vậy nhé đó. Đấy, thì đại khái là như vậy nhé. Thì là tức là mèo nó phải chạy theo đúng hình như này. Đại khái chạy hình theo đúng hình này. Đây nó chạy về đây này, chạy sang đây này, về đây. Đó. Và mèo là càng ở gần thì chúng ta nhìn thấy càng to, mà càng ở xa thì nhìn thấy bé đi. Thì cảm giác không gian, tầm không gian. Được chưa? Thì đó là cái để chúng ta cùng nhau phân tích một chút cái bài này nhé. Thì cái quan trọng là gì? Là chúng ta phải tạo ra được cái chúng ta phải dùng được cái khoảng cách mà mèo đi xuất từ vị trí là x1 y1 sang vị trí bên này là x2 ở ngang này vẫn là y1, xong nó đi về hướng này tới một cái địa điểm x3 y3 nào đó, xong nó sang bên ngang x4 y3 nào đó, nó về đây đó. Hình không phải là hình thang cân mà hình thang bất kỳ đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta cách giải như thế nào? Thì ví dụ chúng ta giả sử cho xin này là -200 -100 đi, vị trí này giả sử nó là 200 và -100, giả sử như vậy nhé. Giả sử ở đây nữa, đi trên đây tôi đo được, vì chúng ta làm thử nhé, chúng ta xem một chút thôi. Chúng ta đưa vào cái hình nền đi, nền giống như trong bài tập nhìn nó rồi, đây nhìn đây nhé. Đó, mèo sẽ ở đây này, cũng là ở đây nhé. Đó, đây bây chúng ta đặt mèo là âm, bây chúng ta làm thử luôn nhé. Giả sử chúng ta đặt ở vị trí ban đầu của mèo là âm 200 và y là bao nhiêu? Giả sử y là -100 nhé, giả sử như vậy nhé. -100. Đấy. Mèo đang ở đây này, được chưa? Nhé. Chúng ta cho đầu tiên cho mèo nó xoay về hướng là xoay sang phải ban đầu đấy nhé. Đây là vị trí ban đầu của mèo nhé. Và chúng ta bắt đầu lập trình nhé. Phân tích này. Mèo chạy từ đây sang bên này. Xong sẽ phải xoay đi về hướng này. Xong lại xoay nữa, đi về hướng này. Xoay nữa, đi về hướng này. Đó. Thì chúng ta lập trình trước cho chiều ngang đã nhé. Chúng ta phải chiều ngang này đã, chúng ta sẽ làm tiếp cho các phần khác này. Chiều ngang là sự mèo từ đây nhé là -200, -100. Và sang bên này là 200, 100. Là mèo theo chiều sang đây này. Đấy, sang bên này là 2 là bên này là 200, 100. Đấy, khoảng như này. Đó, 200 và 100 khoảng như này. -100. Nhé. Thì chiều ngang của nó, chiều rộng của này là bao nhiêu, là 400 là 400, được chưa? Và chúng ta phải mô phỏng làm sao cho mèo nó di chuyển và nó chân lên chạy. Thì làm như nào? Chúng ta dùng cái chiều dài của chúng ta, chiều dài là 400 bước, thì chúng ta cho nó bước là 100 lần và mỗi lần là 4 bước đi, hay là chạy 200 lần. 200 lần mỗi lần là 2 bước là 2 là 2 điểm đấy. Chúng ta dùng lệnh này nhé, chúng ta dùng lệnh này. Repeat 200 và bước mỗi lần bước như vậy là bước 2 bước.
Đó, vậy là 200 nhân với 2 là vặn là vừa vặn là 400, đúng bằng cái chiều dài của cái anh này, chiều dài của từ đây sang đây, đúng không ạ? Tổng chiều dài từ trái sang phải là 400 bước, từ đây là 400 bước. Mà mèo sẽ chuyển động lặp mỗi lần là bước 2 bước và lặp là 200 lần. Và để mô phỏng là mèo là nó chuyển động bằng chân thì chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta vào cái loop và chúng ta cho cái lệnh là next custom. Vì ta thấy là con mèo chúng ta nó có hai cái hình như này, và nó là chính cái hình này làm cho mèo nó chuyển động được đấy. Mình ta chạy thử như này, thử xem nhé. Nào chạy thử nào. Đấy, mà chuyển động thấy không nào? Chuyển động từ trái sang phải, sang bên này. Đấy. Được chưa? Thì cái đoạn này là cái đoạn bây giờ này là đoạn dễ dàng hơn, đoạn dễ là mô phỏng chuyển động theo chiều ngang. Thì bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng chuyển động sang bên này nhé. Từ đây đến đây thì chúng ta sẽ phải bắt chước như vậy. Chúng ta mô phỏng. Thì tới đây thì mèo sẽ phải xoay về hướng này và di chuyển về hướng này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cho mèo xoay này. Xoay, nhưng mà đây chúng ta dùng lệnh là để cho mô tả chính xác cái này thì chúng ta dùng cái lệnh này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta lựa chọn này, mèo nó chuyển động về hướng này này. Hướng này là nó phải cái đoạn này này, nó phải song 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 với bên cái này. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi đấy hả? Cảm giác là xong rồi nhé. Tụi em mèo sẽ quay về hướng này. Đó. Và mèo sẽ di chuyển. Từ đây đây là 400 thì từ đây đến đây khoảng bao nhiêu? Từ đây đến đây khoảng là bao nhiêu nhỉ? Khoảng là mình cứ dự đoán nhé, mình sẽ đoán sau nhé, khoảng là 200 bước. Đây là một nửa của cái này thôi. Hay là 250 bước đi nhé. 250 bước thì chúng ta cho chạy là được, chúng ta làm thử đi, mà bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bắt chước cái đoạn này, và chúng ta lập trình thử mô phỏng thử tiếp theo nhé. Chúng ta cho mèo quay vú đây rồi và mèo sẽ di chuyển. Đâu, mèo sẽ di chuyển cho là 100 bước đi. Và 250 thì như vậy là mỗi một bước sẽ là mỗi lần lặp sẽ là 2.5 steps. Như vậy là 2.5 nhân 100 là 250, chúng ta tưởng tượng đây là 250 này. Đó. Và chúng ta muốn là đây là mèo sẽ bắt đầu nhỏ dần, người ta yêu cầu là mèo nhỏ dần mà. Nhưng mà đây yêu cầu là mèo sẽ next custom. Và mèo sẽ nhỏ dần. Chúng ta vào lệnh loops và chúng ta có lệnh này, cái lệnh mà size của nó nhé. Set cái lệnh mà change size này này. Đó. Lệnh set size này, lệnh là thiết lập cái tọa độ gốc, cái kích thước gốc của nó ta để lên đầu là 100%. Bây giờ muốn cho mèo thay đổi về nó bé đi phải dùng cái lệnh là change size. Lệnh này là lệnh là nếu đây là một số lớn hơn số dương ấy thì mèo sẽ tăng cái kích thước lên. Đây là số âm thì nó sẽ nhỏ đi. Nhưng đây là 100 bước mà đây ta để như đây ta về là âm 0.7 chẳng hạn, hay là âm.8 đi, thì như vậy là sau 100 bước thì mèo sẽ giảm đi là 80%, vậy mèo chỉ còn lại 20% thôi. Tức là nó vào đây. Đó. Để chạy thử nhé, ta là chạy thử xem mèo có đúng chưa. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái tham số là tham số về góc quay này, tham số về lọc này, tham số về múp này, các bước này, tham số về thay đổi kích thước. Làm thử nhé, chạy thử nè. Nhưng mà đây quá trình là vừa lọc, vừa chạy thử, vừa kiểm thử xong đúng hay là sai. Ta thấy đúng thì thôi. Ôi, đi xa quá rồi đúng không? Đi xa tận đây giờ như vậy là bị sai. Bây giờ chúng ta làm sao cho nó hơi lệch. Bây giờ chúng ta nhỏ đi một tí. Bây giờ chúng ta làm cho nó ở đây không thể là, ở đây không thể là 2.5 được, ở đây chỉ là để là 2.2 thôi. Thử lại nhé. Bây giờ muốn cho mèo nó không bị lộn ngược lên như này, chúng ta phải làm như sau. Chúng ta phải làm lệnh này, chúng ta phải làm cái lệnh là có một lệnh để cho mèo khi mà thay nó khi mèo nó xoay thì nó không bị lộn ngược lên trên. À, dùng lệnh này, dùng cái lệnh là đặt thiết lập cái chế độ quay, đặt cái chế độ quay.
chế độ quay mà là mà on around là nó quay tròn, ta vừa nhìn thấy đấy. Còn chế độ là left right là nó quay phải quay trái. Còn chế độ là don't rotate là nó không quay như thế nào. Đây chế độ là left right nhé. Thì chúng ta để lên trên cùng. Đây, thì mèo nó sẽ là không, nó sẽ không bị lộn ngược như này nữa. Làm chạy, mình chạy thử nhé. Đúng chưa nào? Nào mình chạy thử. Ồ, hơi xa quá đúng không? À, chỗ này là nó hơi bị ấy quá, bây giờ tôi sửa đi một chút này. Bây giờ tôi sửa đi một chút, ở đây tôi để đây là 2. Xem nó đúng như nhé, cảm giác là nó hơi bị... Hơi góc nó bị sai. Chúng ta cùng chúng ta vừa làm một kiểm thử, cái này nữa là kiểm thử. Vừa làm một kiểm thử, góc hơi bị sai đúng không? Đấy, vì chúng ta sẽ góc đây, chúng ta sẽ không phải âm 60 mà chúng ta cho nó gì tăng lên một chút là... âm 65 nhé, 65 tăng một chút. Kiểm tra lại nào. Nào. Ôi, tới đây là chính xác hoàn toàn. Người là mèo chạy tới đây là ngon lành nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp để mèo sẽ phải quay sang bên trái và chuyển động về đây. Chúng ta đoạn này rất là nhỏ thôi, rất là nhỏ. Nhé, mình sẽ làm thế tiếp theo nhé. Chúng ta như vậy được hai cạnh rồi. Mà cái này con này rồi, chúng ta làm tiếp cạnh này và cạnh này nữa là xong. Chúng ta làm nhá. Bây giờ mèo sẽ phải quay sang bên trái. Chúng ta dùng cái lệnh là point in direction và chúng ta chọn bên trái là chính là âm 90 độ đấy. Đấy, âm 90 độ. Đấy. Và chúng ta sẽ cho lọc thôi. Đoạn ngang này thì mèo không thay đổi, về kích thước. Chúng ta dùng cái lệnh lọc ít thôi, không còn lập nhiều nữa. Ở đây chiều ngang ở đây là, nhưng mà chiều ngang nên là 200, chỗ này chắc chỉ là chưa cho chỗ này là tôi làm tính xem như khoảng 50, cho là 60 đi. 60 nhé. 60 thì ở đây nó sẽ là chạy là chiều ngang sẽ chạy là 30 bước. 3 lập 30 lần và mỗi lần lập mà đi là 20 là 2 bước. Tức làm thử đây, ta kiểm thử sau nhé. Chỗ này là hai bước và mỗi lần như vậy cho mèo nó chạy, dùng lệnh next class chung để cho mèo nó mô phỏng chạy. Rồi chạy thử nào. Vậy thì đây là mô phỏng chỗ này là xong rồi này. Xong đi xuống nào, đi xuống nào, xong. Ô, từ đây à, thấp quá đúng không? Ta đi phải chơi thêm đoạn nữa đi. Đoạn nữa ta đi thêm chỗ này là chỗ này là 60, 30, ta đi thêm chỗ này là thêm 20 bước đi, thêm 2 chỗ này là thêm là 50 đi. 50 nữa. Như vậy chỗ trung hàng có thể có là 100. Ta chạy thử nha. Chỗ này là 2 nhân với 50 là 100 điểm. Nào sẽ đúng không nào? Ồ, đúng rồi đấy. Có thể hơn chút nữa cũng được, là hơn chút nữa. Chỗ này chỗ thêm là chỗ này 50, chỗ này là 55. 55 thì chắc là chính xác hơn. Được chưa? Vừa làm một kiểm thử. Rồi. Rồi, chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục nhá. Bây giờ mèo nó sẽ phải quay về đây. Bây giờ chạy cạnh này mà. Mèo nó sẽ phải quay về đấy và nó chạy về đây và chú ý là khi chạy về đây thì chúng ta phải cho mèo là to dần lên, dùng lệnh change size nhưng mà với số trên thì là số dương nhé, yeah, nó to dần lên cho đến 100% thì dừng lại, đúng là ở đây là dừng lại. Cho làm tiếp tục nhé, bây giờ chúng ta cho nó quay này, nó xoay về cái hướng này này, hướng này này, hướng này, này. Đây hướng này nhé, là nó như thế này, xong chưa? Khá như này nhé, xong. Đấy. Chúng ta cho nó vào đây, đó. Và nó chạy về đây, cái đoạn này là cái đoạn này là 200, cái này nó ngắn hơn, cái này khoảng, chỗ này nó khoảng 180, chúng ta làm thế nhé. 180 là nó sẽ chạy là 90 bước lặp, và một lần lặp như vậy là hai bước. Copy xuống cho dễ nhé, copy là hai bước và tôi cho nó tăng cái
trên size 3. 90 nhé, được tăng lên bao nhiêu nhỉ? 90 lần. Để tăng lên là 1, tăng lên là 0.9 đi. Nếu 1, đúng là để 1 thì nó tăng lên thành 90% thì lại hơi to quá. Thì ta để 0.9 đi. 0.9 thì nó sẽ là thử lần, cho cứ thử nhé. Nào, cái thử xong đúng nhé. Chỗ này đang đúng cạnh 1 đúng rồi này. Ô chết. Cạnh 2 này. Đúng, cạnh 3 đúng, cạnh 4 à. Ồ thì hơi xa một tí đúng không? Mà chưa to hẳn lên. Như vậy ta giảm cái này, ta giảm cái này đi là 80. 80 mà tăng này lên 1. Để thử nhá. À. Ồ, cũng gần được rồi. Yeah. Gần được. Được chưa? Coi được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dừng lại là khi mèo về đây rồi thì mèo sẽ quay sang bên này và mèo sẽ to lên nhá. À, chỗ này nó phải là 100 cơ. Chỗ này là 80 là chưa đủ nhé. Chỗ này là phải là 1 chấm. Chỗ này là phải là 80 lần mà. 80 lần mà. Chỗ này là phải là 1.2. Đợi đợi chút nha. Alo. Thôi. Chỗ này là 1.2. Và khi kết thúc rồi, thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ cho mèo là quay về bên phải. Quay về bên phải và xếp lại cái kích thước đúng cho mình chắc. Đó, chạy thử nhá. Như vậy thì chúng ta cho thấy là cái này là một cái sự kiểm thử thôi nhá. Alo. Đấy, như vậy tới đây chúng ta thấy gần được rồi nhé. Bây chúng ta sửa một chút nữa là xong thôi. Hơi đi quá đúng không? Hơi đi quá, đây chúng ta sẽ cho nhỏ đi một chút. Chúng ta ở đây chúng ta để là 1.8 ở đây thì nó sẽ bé đi. Nhé, đấy, thì nó hợp lý hơn. Thử nào. Chúng ta gần là gần xong rồi đấy. Như vậy các bạn thấy là cái bài này là cái bài cái tư duy, đây là cái tư duy làm cho bài tập cho tiểu học thôi. Không phải là cấp cao hơn. Nhưng mà đối với cấp cao hơn ấy thì chúng ta có thể là chúng ta có thể làm bài tập nó phức tạp hơn. Như vậy các bạn thấy không? Là ở cái bước đầu tiên này, chúng ta làm là chuẩn xác ở cái bước đầu tiên này. Bước đầu tiên này. Còn cái bước sau nào chúng ta làm là chúng ta cứ vừa làm một kiểm thử, lấy cái tư tưởng này chúng ta làm và kiểm thử dần, khi nào thấy đúng thì thôi. Và chúng ta tạo ra một cái bài tập mà hoàn chỉnh. Xem lại từ đầu nhá. Đây. Đó. Đấy, được chưa? Như vậy là chúng ta vừa làm xong cái bài tập đầu, bài tập số 2. Như vậy cái buổi hôm nay là cái buổi mà chúng ta chỉ làm quen với cái hai bài tập đầu tiên thôi. Thì các buổi sau tôi sẽ đưa ra các cái chủ đề khác nhau. Và các bạn trong cái nhóm này, các bạn cái nhóm đồng hành cùng của thách, các bạn có thể đưa ra cái câu hỏi, đưa ra các yêu cầu, tôi sẽ làm tiếp các buổi seminar sau theo các cái chủ đề khác nhau nữa. Ví dụ là chúng ta có thể cùng nhau làm thiết kế phần mềm cụ thể, thiết kế một trò chơi cụ thể, hoặc là làm những bài tập mà khó, bài tập khó trong cuốn sách học lập trình Scratch, hoặc chúng ta có thể làm chủ đề khác tùy. Đây cái chủ đề này chủ đề rất là rộng, cái chủ đề về cái tủ sách là rất là rộng. Thì bây giờ tôi sẽ cho một tập về nhà nhé. Các bạn sẽ làm một tập này nhưng mà không phải theo cái cách chúng ta vừa làm, sẽ làm khoát hơn. Đây bây giờ tôi mô tả như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm một tập như sau. Chúng ta sẽ cho một con vật, bất kỳ con mèo đi, chuyển động từ vị trí x1 sang vị trí x2 ở ban đầu size của nó, kích thước của nó là 100%, ở bên này size là 20% nhé, và mèo sẽ di chuyển chính xác theo vị trí này. Đó. Và vừa đi mà chân vừa đạp mà kích thước là giảm dần, được chưa? Với cái khoảng D là như thế này,
để công thức D tính hóa từ điểm này đến điểm này, đây là A đây là B đi, thì chúng ta có thể hoàn toàn dùng công thức toán học để mà tính toán, để mà mô phỏng chính xác hoàn toàn như trên thực tế. Thì cách làm này là dành cho sinh cấp 2, cấp 3, chứ tiểu học thì chưa học đến, thấy chưa? Thì như vậy là cái bài tập này là cái bài tập mà khi tôi đưa ra trong sách đó là dành cho sinh tiểu học, nhưng mà chúng ta có thể mở rộng lên là dành cho học sinh cấp 2, cấp 3. Mới cấp 2, cấp 3 thì yêu cầu phải mô phỏng hoàn toàn chính xác như toán học. Đó, thì chúng ta sẽ, các bạn về nhà các bạn suy nghĩ nhé, làm cái bài tập đó. Hôm nay là buổi đầu tiên, nhưng tôi không có không sẽ không làm cái dài hơn nữa nhé. Mỗi buổi học, chúng mỗi buổi seminar như vậy, chúng ta sẽ làm cho khoảng từ 1 tiếng hoặc là hơn một chút nhé. Thì nếu các bạn có ai hỏi không thì tôi sẽ trả lời, không thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, bài còn đang là cơ bản cho nên chưa có hỏi gì, để tụi em về làm bài đi rồi có gì tụi em sẽ hỏi. Tức là cái seminar này là seminar là dành cho nhiều đối tượng khác nhau, có thể là vừa là người mới bắt đầu, vừa có thể là người đã thạo rồi, hoặc là người đã hiểu sâu hơn rồi nhé. Thì các bạn có hỏi gì thì cứ hỏi tôi. Mà chúng ta em là người mới bắt đầu. Bắt đầu thì nó hơi khó. Nếu bạn nào thạo rồi chúng ta có thể làm như học làm như cùng với tôi, chúng ta sẽ thực hiện những cái chủ đề này khó hơn một chút nhé. Nhưng mà đích nhé, thì thực ra đích cuối cùng của làm phần mềm là làm lập trình là cái gì các bạn biết không? Đích cuối cùng của mọi lập trình là làm sản phẩm. Đích cuối cùng là STEM. Cho nên đích cuối cùng của chúng ta là chúng ta học gì để học, đích chúng ta làm ra sản phẩm cụ thể phục vụ cho việc chúng ta học tập và giảng dạy. Thì chúng tôi muốn là thông qua cái seminar này này, thì cuối cùng tôi muốn các bạn là sẽ thành lập một câu lạc bộ, chúng ta sẽ tự thiết kế được các phần mềm cho chúng ta. Nếu như các bạn nào là giáo viên thì các bạn sẽ thiết kế phần mềm cho công việc của mình, phần mềm học toán, phần mềm học vật lý, phần mềm học sinh học, phần mềm học gì đó nhé. Thì bản chất của phần mềm này thế như là như vậy thôi. Bản chất của lập trình là làm ra sản phẩm ứng dụng trên thực tế. Thì tôi muốn là như vậy. Thì cái ý tưởng của môn tin học mới ấy, là cái môn tin học mới của chúng ta là môn tin học là môn khoa học máy tính, và nó sẽ ngang hàng với những môn khác như là môn toán, môn lý, môn sinh, và nó sẽ thi, nó có trong thi đại học, nó sẽ có thi lớp 10 là sẽ có, thi lớp 12 là sẽ có. Và cái đích của cái môn này là làm ra sản phẩm ứng dụng thực tế giống như là những cái môn STEM khác, ví dụ như là môn toán, môn lý, môn sinh, môn hóa. Thôi nhé, xin chào các bạn nhé. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Hành hẹn buổi sau nhé. Buổi sau tôi chưa biết rõ là ngày nào, tôi sẽ thông báo sau trên nhóm nhé. Các bạn sẽ vào nhóm các bạn tìm hiểu nhé. Có thể là thứ bảy, có thể là sớm hơn. Chào thầy ạ. Chào. Cảm ơn thầy nhá. Các bạn có hỏi gì các bạn cứ hỏi thông qua cái nhóm nhé. Thông qua cái nhóm của chúng ta. Các bạn hỏi gì thì hỏi nhé. Cảm ơn thầy. Dừng ở đây nhé.